Rồi Tùng chào mọi người nha. Thì hôm nay Tùng về được một con Redmi Blade mọi người. Tùng mới nhận hàng này. Và con này là con Ben. Con Ben nha, Ben bị sút 3. Nói chung hai con này nó gần ngang giá nhau. Con hiện tại con Ben, hiện tại con Redmi Blade giá mới á, là hiện tại giá là size 8.000 triệu 4. Rồi size 3.000 là size 7.000 là 1.3 nha mọi người nha. Đó. Thì Redmi Blade hiện tại giá lên rất là cao luôn, nên Tùng lấy cái máy này về tiền ship tiền ấy rồi cũng rất là cao luôn. Cái con máy này Tùng lấy về là khoảng 990.000 này. Thì trong clip này Tùng bán con này là giá 1.1 triệu nha. Đó, đây. Bây giờ Tùng sẽ qua con Redmi Blade trước. Thì con này còn full hộp luôn rồi. Tùng mới lấy về luôn nè. Mới nhận về luôn. Tùng còn 2-3 con nữa mọi người. Giá con này thu lại rất là cao luôn. Nói chung là lấy về cho anh em chơi thôi. Anh em muốn tiết kiệm vài trăm ngàn thì săn những con này. Thì con này hiện tại là sắp 7.000 nha mọi người nha. Đấy. Sắp 7.000 này. Phun hộp. Con này xài rồi nha. Đây. Đợi Tùng xíu Tùng bỏ hộp đây nha, bị cống. Cái hộp đó chắc Tùng sẽ gửi cho mọi người luôn á. Đây, tay quay nè mọi người. Tay quay thì còn khá là ok luôn. Nó có xước nha. Đây là bên trong của nó mọi người. Ron này, sắt này, nói chung con này full box. Đây là bao này, đây là bao máy nha mọi người nha. Nói chung con này là full box đầy đủ luôn, không thiếu gì hết. Tôi mới nhận hàng rồi. Cước này là cước của Thái này mọi người, Ryoko á, nhưng mà con cước này chắc không dùng được rồi. Ngoại hình con này cá trầy nha. Lúc trước là Tùng bán những cái con này dao động khoảng 998 triệu có, nhưng bây giờ giá này lên rồi mọi người, nên Tùng không thể bán nào giá đó được nha mọi người, với lại phí ship Tùng chịu nữa. Nên cái này bây giờ Tùng bán là 1.1 triệu nha. Anh em mà mua thì có liên hệ Tùng đó. Đổi chiều này mọi người, hoạt động bình thường nha. Khó này. Cước này thì Tùng sẽ quán lại cho mọi người nha. Anh em nào thích về thì đỡ xài, không thì tóm nho nha. Đợi anh em lấy cái cước khác nha. Này, ở trên cái nắp của nó mọi người, thì cái sơn của nó này, người ta mở ra nó có bị chóc sơn này, nhưng mà không quan trọng người. Quan trọng là cái chất lượng của máy nó còn hay không này. Dầu mỡ nó, mỡ zin của nó còn này. Cái mỡ nó này mọi người, cái mỡ nó này, trong ngoài xước dòng mỡ nó này. Đấy, mỡ nó còn. Bên trong hai vòng bi này, cốt trợ lực này. Chứ mà con này về mọi người lâu lại nha. Chứ anh này anh câu thì anh đỡ nguyên như vậy mọi người. Thì cái con này Tùng lấy về đây á, thì cả phí á, và ship á, và tiền máy á, Tùng nhận á, là 990. Thì cái con này khi Tùng bán cho mọi người là giá là Tùng bán 1.1 triệu nha. Đấy, anh em nào thông cảm một xíu, Tùng bán giá 1.1 triệu. Đấy. Anh em nào cần thì cứ liên hệ Tùng. Nói chung còn anh em nào thấy khó khăn quá thì cứ nói Tùng, Tùng sẽ hỗ trợ ship cái con này luôn cho mọi người. Nói chung là lời cũng không bao nhiêu mọi người, tại cái con này là người ta ship tới nơi Tùng luôn á, nên Tùng cũng không có đi lấy, nên cũng không có tốn tiền xăng. Nói chung thì con này Tùng bán 1.1 triệu thì Tùng có thể hỗ trợ ship cho mọi người luôn. Thì ship bây giờ ship đi xa thì nó cũng 40.000 rồi, còn nó mới ship gần nó cũng 30.000. Đấy, thì Tùng sẽ hỗ trợ ship cho mọi người con này luôn, thì Tùng cũng lời cũng mấy chục ngàn con này thôi. Tính ra 959 Tùng bán 1.1 triệu là lời được 100 mốt mình đó, mà Tùng bao ship con này Tùng lời cũng mấy chục ngàn thôi người. Nói chung là công Tùng kiếm chứ xăng cho mọi người á. Đấy nè, Tùng găm ra rồi nè. Đó, anh em nào thích thì cứ liên hệ Tùng. Tùng chốt con này nha, giá là 1.1 triệu bao ship, bao ship cho mọi người, cho mọi người chơi êm mượt nha mọi người nha. Con này thì êm mượt. Đấy. Con này đổi tay trái phải đều được luôn nha. Đó. Ngoại hình thì Tùng có quay kỹ cho mọi người luôn. Nói chung con này có chạy xước. Con này được cái là câu nước mặn được nè. Câu nước mặn nè. Tiếng mobin rất là to nè, TV đang vặn nè. Nói chung là con này là cải tiến con Redmi. Giờ con Redmi thường không đã giá nó 990 mọi người, gần cả 1.000.000 bạc luôn. Nói chung là dòng này đang nè. Cái này nó không bị nứt luôn nha mọi người nha. Cái này là đẹp hết luôn nha. Này cái đít này. Đấy.
Rồi giá 1,1 triệu bao ship full hộp cho người luôn cho anh em mình chơi. Rồi tiếp theo chúng ta qua một con máy Bang. Đây là con Bang Bisuit. Bisuit 3 size 6000. Dòng mở nó mọi người. Nói chung con này ngoại hình còn khá đẹp luôn. Đây. Hình khá đẹp nha. Đây. Mọi người nhìn ngoại hình là biết rồi, con này khá đẹp. Tiếng mua pin của con bèn lúc nào nó cũng tàn hết nha mọi người nha. Chứ nó không có nó không có thôi như con Ramiel Lot đâu. Hai giá mới của con Ramiel Lot với con bèn này gần như nhau mọi người. Đây. Dòng mẫu bèn đó mọi người. Con này được cái cước nó còn nhiều hơn con Ramiel nha mọi người nha. Đấy. Này, cốt trợ lực nó mọi người. Tem nó cốt trợ lực nó rất là dài luôn nha mọi người nha. Anh em nào mua thì cứ liên hệ Tùng. Giá con này là 1,150 triệu nha mọi người nha. 1,150 triệu. Đó anh em nào mua thì cứ liên hệ Tùng. Bây giờ Tùng sẽ gắn vào ở trong này cho người coi này. Đấy, cái này là thông số cước nó mọi người, 0.41 vào được 300 mét, 305 á mọi người. Bây giờ thì Tùng sẽ gắn cái tay quay vô cho mọi người nha. Đây tay quay nó mọi người. Đấy tay quay còn rất là đẹp luôn. Đấy. Xíu cho mọi người. Nói chung là con bên này thì nó còn đẹp hơn nha mọi người nha. Nhưng mà nó chỉ có bao thôi, bao chỉ mấy thôi. Chứ nó không có đấy. Hoạt động bình thường êm ái hết nha. Đấy. Một con là hãng Bang, còn một con là hãng Ramiel Lot. Bisuit 6000 này đấy. Mọi người cứ coi kỹ nhé, con này thì đẹp hơn. Giá 1,150 triệu nha mọi người nha. 1,150 triệu. Rồi hình rất là đẹp luôn. Hôm bữa có nhiều anh hỏi Tùng con Bang nào giá khoảng 1,3 triệu đổ lại thì đây cho mọi người luôn. Lâu lâu Tùng về được một con như thế này, hình cũng khá mới luôn. Đấy, tem đồ đầy đủ luôn. Mọi người chốt sớm thì cứ báo Tùng nha. Thì phí thì mọi người sẽ cọc cho Tùng là 100.000 nha. Thì Tùng sẽ ship mọi người Tây Quốc luôn nha anh em. Tùng giá này là Tùng sẽ báo lên rồi nên Tùng sẽ không có fit nữa nha. Đấy. Tùng không fit nữa. Đấy, Tùng không có fit nữa nha. Thì cái con Ranmi này Tùng nói mọi người là Tùng sẽ hỗ trợ ship cho mọi người luôn. Đấy, hỗ trợ ship nha. Còn cái con Bang này á, con Bang này á thì Tùng sẽ hỗ trợ 50% ship nha. 50% ship. Ví dụ như 40.000 thì mọi người chuyển cho Tùng thêm 20.000 nữa thì ship còn lại thì Tùng sẽ chịu hết cho mọi người nha. Đấy, thì Tùng nói rõ trong một clip này luôn. Thì anh em coi ok thì liên hệ Tùng. Đấy, đây là bao bên nói mọi người. Đấy, ok. Rồi, nói chung cảm ơn mọi người theo dõi clip này. Nếu mọi người thấy hay đỡ lọc like một ký giúp Tùng nha. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều nha. Bye bye.